Xin chào các bạn, trước mặt mình là chai phủ nano WJet của Glaco. Glaco là thương hiệu của Nhật và chuyên sản xuất những cái dung dịch rồi những cái đồ mà các bạn phủ nano lên kính lái xe hơi hoặc là kính đâu đó để giúp cho kính của bạn được chống nước, có tầm nhìn đẹp hơn. Thì cái điều đặc biệt của cái chai Glaco này là các bạn có thể sử dụng nó bất kỳ lúc nào, tức là ngay cả khi xe các bạn chưa phủ nano lúc nào cả, đang mưa, trời đang mưa tầm tã và các bạn chỉ cần xịt lên trên kính, mất cho chỉ có 3 giây thôi là các bạn đã phủ nano được lên kính rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ giả lập, ví dụ mình đang chạy xe và xe trời đột nhiên đổ mưa xuống. Các bạn thấy có thể kính lái lúc này mình chưa có bật gạt nước lên và kính bị mờ như vậy nè. Nước nó đóng thành từng màng, xịt Glaco lên trong vòng chỉ có 1-2 giây thôi, không tới 3 giây nữa. Các bạn thấy ngay lập tức cái nước nó được động thành từng hạt và rơi xuống. Thì nếu như mình chạy xe tốc độ nhanh thì nước có thể trôi lên trên. Nếu các bạn đã từng phủ nano các bạn thấy cái hiệu ứng này. Bây giờ mình mở gạt nước lên, các bạn thấy là cái kính nó trong và sạch hơn hẳn so với việc là trước khi có nano. Còn cái này là demo nhìn từ phía bên ngoài, lúc này là chưa phủ nano và bây giờ mình sẽ xịt chai Glaco WJet này vào. Cái vòi nó như vậy cho nên là xịt vào rất là nhanh, mình không ngờ tác dụng nó như vậy luôn. Cái chai này mình mua giá 350 ở chỗ kia, shop99.vn hay gì đó. Các bạn thấy là cái nước nó ngay lập tức là động thành từng hạt và trôi xuống rất là nhanh so với hồi xưa là nước mới phủ nguyên màng. Cảm ơn các bạn, mà mình là Nam E, tinh tế.vn. Còn đây là cái chai WJet của Glaco.